Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị hai người đẹp càn quét, bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh dụng như sùng. Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSE Group, đã từng là phó tướng cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại công ty IC từ năm 2005 cho đến tận năm 2020 và sau đó tách riêng thành lập NSE Group. Sau bao nhiêu năm làm phó tướng, bà Nga đã học được ngón nghề lợi hại của bà Nhàn. Tương tự như bà Nhàn, bà Hoàng Thị Thúy Nga cũng hạ gục rất nhiều quan chức để giành những hợp đồng vô cùng béo bở. Hiện nay cả công ty IC của bà Nhàn và NSE Group của bà Hoàng Thị Thúy Nga đều bị phanh phui. Điều đang nói là quan chức dính phốt bởi hai vị nữ chủ tịch này hầu hết là các đấng mày râu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là người lọc lõi hơn khi bà này đốn ngã từ bí thư tỉnh trở xuống, còn bà Hoàng Thị Thúy Nga thì đốn ngã quan chức cấp thấp hơn, thường là cấp sở. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC, người đã tẩu thoát khỏi mạng lưới pháp luật và sự truy bức của ông Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là người phụ nữ có nghiệp vụ khi bà này tham gia vào cả đường dây môi giới buôn bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nhà sản xuất vũ khí tại Israel. Bà Nhàn bị nghi ngờ là người của ngành tình báo Việt Nam và điều đáng nói là bà Nhàn có mối quan hệ rất gần với các quan chức ở Trung ương. Bằng chứng là các bí thư tỉnh muốn Trung ương rót vốn thì phải nhờ đến tiếng nói của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới xong. Cả hai người phụ nữ này đều dính dáng đến những mối làm ăn lớn với tỉnh Quảng Ninh từ năm 2012. Lúc đó ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng gói thầu cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hiện nay công an đang điều tra vụ án này nhưng vẫn chưa thể đánh úp được những người đã đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời gian đó. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, thói quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là giải tiền để hối lộ từ bí thư tỉnh trở xuống. Tại tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái. Tại Thanh Hóa là cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và xác định là dính líu đến IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tương tự tại Quảng Ninh, một thông tin từ trong ngành cho biết bà Nhàn cũng giải tiền từ bí thư tỉnh trở xuống. Tuy nhiên, việc bắt hay kỷ luật bí thư tỉnh Quảng Ninh thời gian đó hiện nay đang gặp vô cùng khó khăn. Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tướng cho bà Nhàn. Không biết bà Hoàng Thị Thúy Nga bắt mối làm ăn với các quan chức Quảng Ninh khi nào, mà công ty NSE Group của bà Nga hiện đang bị điều tra có dính đáng đến nhiều quan chức tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là các quan chức trong các sở giáo dục của tỉnh này. Quảng Ninh chính là địa phương quyết định số phận chính trị của ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, bởi ông Chính từng làm bí thư tỉnh này và từng cài lại đây những thuộc hạ thân tín. Với việc đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh cho thấy phe ông Tổng Bí Thư đang muốn xuyên thủng phòng thủ ở tuyến này tại địa bàn mà ông cựu bí thư tỉnh Phạm Minh Chính khi đó đã từng làm. Không biết có sự phân chia thị phần giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bà Hoàng Thị Thúy Nga hay không, nhưng rõ ràng IC của bà Nhàn và NSE Group của bà Nga không chồng chéo lẫn nhau. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ăn ở tầng cao hơn, bà Hoàng Thị Thúy Nga ăn ở tầng thấp hơn. Hàng loạt quan chức ngã ngựa vì bà Hoàng Thị Thúy Nga, rất nhiều người trong đó là quan chức của ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Bà Hoàng Thị Thúy Nga bị bác cáo buộc đã dùng thuộc cấp tự lập ra 6 dự án cho Sở Giáo dục và Sở Đào tạo Quảng Ninh, rồi tham gia đấu thầu trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016-2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng giá trị vật tư bị nâng khống nên đã gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Cho đến nay, theo cơ quan điều tra, thì tổng cộng đã có 17 người tại Quảng Ninh bị sa lưới pháp luật vì dính đến hai người đẹp này. Mặc dù vậy, theo tin ở bên trong cho biết, cá gọc vẫn chưa xuất hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị hai người đẹp càn quét, bộ máy chính quyền Quảng Ninh dụng như sùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi
ảo tưởng nặng, thiếu tầm, ngồi nhầm chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay chính là Sài Gòn trước đây. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì thành phố này thường xuyên bị bức tử. Thành phố luôn bị người tỉnh khác đến nắm quyền lãnh đạo. Nếu ai đó là quan chức nhà nước gốc thành phố này mà đang làm việc trong bộ máy chính quyền của thành phố thì xin chia buồn, các bạn bị xem là quan chức hạng 2 mà thôi. Không bao giờ Đảng Cộng sản cho các quan chức gốc thành phố leo lên cao cho được. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh bao lâu nay luôn là thành phố bị Trung ương bóc lột nặng nề nhất. Với 82% nguồn thuế thu của thành phố này phải nộp về Trung ương. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ xem thành phố Sài Gòn là chiến lợi phẩm của họ. Họ đang khai thác thành phố này đến nỗi nó đang phải lịm dần. Và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước cũng đang mất dần. Nếu giả sử người dân thành phố được làm lãnh đạo, thì họ sẽ đấu tranh để thành phố được giữ thu nhập lại nhiều hơn, để mà phát triển. Tuy nhiên, khi người thành phố bị loại khỏi vai trò lãnh đạo cao nhất, thì điều đó có nghĩa là lãnh đạo tỉnh khác được bố trí vào vai trò lãnh đạo của thành phố phải làm sao đảm bảo cho Trung ương được giữ phần nhiều hơn. Người Cộng sản có thói quen ăn cây nào, rào cây nấy, cho nên ông Nguyễn Văn Nên và ông Phan Văn Mãi phải làm sao đảm bảo cho Trung ương thu được nhiều tiền từ thành phố. Còn lại, việc phát triển thành phố chỉ là thứ yếu. Từ khi ông Phan Văn Mãi được điều về thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021, thì ông Mãi chẳng làm gì để mà tác động Trung ương để cho thành phố giữ được thêm tiền. Dưới bàn tay của ông, thành phố Hồ Chí Minh đang mất dần vị thế đầu tàu cả nước của nó. Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đang vô cùng ảo tưởng. Điều hành thành phố nhưng lại để cho vị thế của thành phố bị sa sút. Vậy mà chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh lại đặt mục tiêu là phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Với vai trò là người điều hành bộ máy hành chính của chính quyền, rõ ràng ông Phan Văn Mãi đang hoang tưởng. Thực tế là khi các quan chức bị bệnh thì họ sẽ chọn Singapore là điểm đến. Điều đó cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản hiểu năng lực y tế của Việt Nam đến đâu. Cho nên đạt tham vọng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN là hoàn toàn ảo tưởng. Người ảo tưởng là người không đánh giá đúng năng lực của bất kỳ ai, kể cả năng lực của bản thân họ. Làm người đứng đầu một thành phố lớn mà như vậy thì không biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi đến đâu. Sài Gòn đã mất về tay Đảng Cộng sản thì đồng nghĩa với việc thành phố sẽ bị vắt kiệt sức. Là công dân thành phố Hồ Chí Minh thì phải chấp nhận đóng thuế 100 đồng sẽ bị Trung ương lột mất 82 đồng. Để rót tiền, họ nuôi những bộ máy và những tỉnh thiếu đói mà ưa xây tượng đài nghìn tỷ và cổng chào trăm tỷ. Hiện nay, Sài Gòn vẫn là địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 40% dù cho nhân dân thành phố này có đóng góp thế nào cho nền kinh tế, dù cho quan chức gốc thành phố này có nỗ lực thế nào thì họ vẫn bị hắt hủi như vậy. Ông Phan Văn Mãi được đưa từ Bến Tre về thành phố để chuẩn bị cơ cấu vào Bộ Chính trị. Vậy thì không phải Bộ Chính trị điều ông Mãi về phục vụ thành phố Hồ Chí Minh mà là đem thành phố này trao vào tay ông Mãi để ông làm bàn đạp tiến lên cho sự nghiệp chính trị của ông trong thời gian tới. Không phải chỉ một mình ông Phan Văn Mãi dùng thành phố này làm bàn đạp mà rất nhiều nhân vật khác trước đây cũng từng làm như thế. Ông Lê Hoàng Quân, một lãnh đạo người ngoại tỉnh, gây oan khuất ngất trời cho bà con Thủ Thiêm. Rõ ràng ông Phan Văn Mãi không đủ tầm để mà quản lý một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, và Đảng Cộng sản cũng không muốn cho thành phố này phát triển. Thật bất hạnh cho thành phố này là một thành phố bại trận, và giờ đây nó phải oằn mình ra chịu sự giày xéo của bên thắng cuộc. Thống nhất đất nước đến nay đã 48 năm, nhưng Sài Gòn vẫn mang thân phận của kẻ nô lệ cho Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phan Văn Mãi ảo tưởng nặng, thiếu tầm, ngồi nhầm chỗ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de